Xin chào các bạn, hiện tại là mình đã có mặt tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Thì hôm nay mình có đi An Giang và khi đi qua địa phận này mình có ghé vào thăm viếng chị Hạnh, người phụ nữ mà bị ăn hết khuôn mặt và chị mới mất cách đây mấy ngày. Thì thực tế là chị bị bệnh ung thư, nhưng mà sau đó có rất nhiều thông tin đồn thổi rằng chị mắc phải căn bệnh Whitmore là khuẩn ăn thịt người các bạn. Thì mình cũng nghe là khi xảy ra cái đám tang của chị cũng có rất nhiều những cái câu chuyện buồn ở xung quanh. Trong khi đấy là nhiều người hàng xóm sợ mắc bị lây bệnh, thành ra là không dám đến viếng. Và sau đó là có nhiều người đến viếng thì lại bị là cháu hai cho cháu Trinh, con gái lớn của chị là từ chối cái việc mà phúng điếu và đến thăm viếng gia đình. Thì bây giờ mình cũng sẽ đến để nghe mọi người chia sẻ cái sự việc xảy ra như thế nào, và cũng như là trao một cái số món quà các mạnh thường quân muốn chia sẻ hỗ trợ hoàn cảnh của gia đình chị nha các bạn. Kính thưa các bạn, đây là bạn Trinh, là đứa con gái đầu của chị Hạnh, người mà trong các clip gần đây nhất mình quay giới thiệu về cái người phụ nữ mà bị ăn mất cái phần mặt á. Thì Trinh cũng mới đi lấy tro cốt của mẹ về để đưa về bàn thờ để thờ. Bây giờ thì Trinh hiện giờ đang mắc cái bệnh thủy đậu, cho nên là thông cảm, mọi người thông cảm là Trinh phải đeo khẩu trang và mặc cái áo dài tay, chứ không phải là Bạn bạn lây, sợ bị lây. lây. Hồi nãy thấy ba cũng có những cái nốt mụn Dạ, lên như này. nó nổi. Anh thì bị thủy đậu một lần rồi nên là không sao. Để còn hai ngày Mấy hai ngày hai bạn này đi hai chung ngày là hôm nào bọn anh bị bọn anh chụp hình gửi cho em. thôi bây giờ thì trước hết thì anh cũng chia sẻ cái nỗi buồn của gia đình. Mẹ đi rồi thì cũng tốt cho mẹ, tại cho mẹ đỡ cái Đà đau. cảnh đau đớn. Nhưng mà anh cũng muốn chia sẻ với em là sau sau khi mà rời khỏi bệnh viện ung bướu đi, thì hai hai mẹ con đã mong muốn là tìm đến một người thầy ở dưới miền Tây, như thầy tên gì, Cha Tường đúng không ạ? Cha Tường. Cha Tường. Thì gần những ngày gần đây thì nghe đâu thì mọi người đều gọi cho anh nói là sao con gái của chị Hạnh với chị Hạnh lại không hợp tác với Cha Tường, thì không biết là như thế nào. Dạ, không phải là không hợp tác, mà con á nó bị ăn nặng hơn rồi, cái môi của mẹ con nó sứt ra luôn rồi, thấy răng luôn. Mẹ con uống nước mà uống không được, mà ăn một ngày 3-4 bít cháo. Nói thiệt là con khỏe mà con ăn không được. Mẹ con ban đầu á mẹ con muốn ăn chứ bộ, mẹ đâu phải là mẹ không ăn, nhưng mà tại sao mẹ con ăn không có nổi nữa. Về tới đây 4 bữa, bữa đầu á mẹ con đi không được, mẹ con xuống xe taxi á, đang về đây nè xin á, tại mấy ngày cuối em con thấy là mẹ con yếu rồi, xin dây Cha Tường cũng nói là nếu mà mẹ cháu không được á thì cho mẹ con về. Mẹ con muốn xe taxi về đây nè, tấp ở ngay cái bến xăng á, mà mẹ con đứng không nổi, mẹ con nằm mà em con ôm mẹ con như nè, gọi hỏi mà bữa trời mưa cháu ướt, mẹ con về là chỉ nằm thôi, không có đứng được, nói gì nổi, u ớ kề cái gối dưới lưng á. Hồi đó mẹ con ở bệnh viện ung bướu á, con thấy là còn được một miếng xương miếng thịt, mẹ con về là chỉ còn xương với da thôi. Con mắt ngay đây nè nó sưng lên không thấy đường nữa, còn con bên đây nè diêm diêm, mà cái môi á nó xích ra luôn rồi, nó không có cái môi nữa. Mẹ con là uống nước với uống sữa thôi, mà uống sữa không phải uống được nhiều như người ta nữa, tấm là cầm hơi thôi, là con biết mẹ con bà yếu lắm rồi. Sao không chở mẹ con về, bởi mẹ con chết ở dưới rồi sao? Vậy là nguyện vọng mẹ từ bên chỗ Cha Tường về nhà là nguyện vọng của Trinh đúng không? Dạ, của em con à, với là của con nữa. Tại vì giờ mẹ con yếu rồi, ở dưới thì nếu mà tại vì cha cũng hết làm chăm sóc rồi, mà tại mẹ của con giờ mẹ con cũng hơi nặng quá rồi, mà mẹ con yếu lắm rồi. Bữa về đầu tiên á mẹ con còn nằm im, cái sao bữa thứ hai mẹ con bị co giật, hai tay chân gung 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 như nè, con thấy con cũng sợ quá. Con hỏi mẹ con á, hỏi mẹ tâm nguyện của mẹ, mẹ nói là giờ mẹ chết rồi thì chỉ mong mấy em của con là nó ăn học tới nơi chốn với hành tài thôi. Con hỏi mẹ con á, mẹ rồi mẹ chết thì mẹ muốn chôn hay mẹ muốn yêu? Mẹ mới nói là tùy con. Bữa mẹ con về á, con cũng biết khối u nó ảnh hưởng tới não rồi. Mẹ con hỏi em cái út á, hỏi Xu đâu rồi con nói mẹ con đi học rồi, mà sao có chút xíu à, mẹ con lại hỏi nữa, y như mẹ con không có nhớ cái gì hết trơn á. Những ngày cuối cùng là mẹ mẹ của Trinh á là có ăn uống đâu bình thường không? Không, mẹ con uống sữa uống cũng không được mà. Trước khi mà tụi anh vào thắp hương
mẹ của Trinh á, dạ. Thì cũng có hàng xóm cũng rất là nhiều người có những cái góp ý. Thứ nhất là cái ngày mà mẹ vừa mất á, thì ba lại đi nhậu nhẹt rồi vậy. Thì nghe đâu thì nói là nhà lúc đó hiu quạnh lắm hả? Không phải hiu quạnh mà gọi là không có ai. Có một người hàng xóm chạy qua nói: Phong ơi Phong, giờ nhà của chị Hạnh mất rồi mà có hai đứa con của chị Hạnh à, không biết cách nào để an táng mẹ à, còn... Không phải là không biết cách nào, mà là con có cách. Bữa đó con gọi cho mấy dì báo tin trước, xong rồi con mới lên mạng tìm mấy cái dịch vụ mai táng mà trọn gói ở gần đây nhất nè. Tại vì mình biết là nếu mà mình đặt mấy cái lẻ lẻ, có mấy có chú hàng xóm ở bên kia kìa, nói là gọi xin hàng cho mẹ con. Mà trước là Mạnh Thường Quân có hỗ trợ tiền, thế là mẹ con ăn uống là chi phí chữa trị là còn nhiều thêm. Thế là con nói là không có nhận hàng đó, để mà mẹ con dùng cái số tiền mà còn dư để mà làm đám cho mẹ, với là mình bao dịch vụ á. Tại vì mấy cái mà mình không có biết, đó giờ con nói thiệt là con không có biết. Thì mấy cái chuyện này mình thuê dịch vụ cho người ta, cho người ta biết, người ta làm nhanh, với mẹ con không có đau. Có mấy người ta làm nhanh lắm. Bữa đó không ai hết trơn. Sau cái bữa mà con thuê dịch vụ với làm đám gần xong tới trưa, có mấy cái cô vô nói vậy nè: sao không báo? Người ta nói là sao không báo, mà con thấy có mấy người ta chạy xe ngang qua, ta không nhước nhìn mẹ con một cái nữa. Con không biết báo lúc đó báo cho ai nữa. Nếu mà con mà không gọi dịch vụ á, mẹ con nói thiệt là chắc tới sáng mẹ con cũng nằm tại bưu liên quan đó nữa, chứ không có được an táng đâu. Là tối đó là dịch vụ họ tới họ làm luôn hả con? Dạ, tại vì mẹ con không có dư gia, mất cũng đột ngột quá, con cũng không coi giờ. Tại con mới hỏi mấy cô nói là thôi tổng liệm mẹ con 12 giờ đi, 12 giờ tối đó là tổng liệm, với trưa là 12 giờ là bắt đầu đi đi hiu. Tại vì mẹ con bệnh mà con ở chỗ đó thì có chỗ chôn, mà cái chỗ chôn đó mấy chú cũng biết rồi, nó đâu có được sạch sẽ. Với mặt của mẹ con như nó chôn ở dưới rồi mấy con vi trùng nó bò ra rồi sao. Cho nên là con nói là thôi để mẹ con hiu. Con cũng nghe là mấy người kêu gửi vô chùa, mà tại gửi vô chùa á, con lỡ con đi làm rồi không có lợi đó mà hấp hương với ấy đồ á, người ta đâu có quan tâm tới đâu. Với lại nếu mà gãi dòng sông á thì mẹ con trôi đi, mẹ con lạnh lắm. Cho nên là con lấy cho cốt mẹ con về để sao á, tấm mình á, tặng thờ có gì cho mấy em được, mẹ con đã biết được không khí gia đình. Trinh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Em 19 tuổi. 19 tuổi mà lo hết từ A tới Z cái đám tang của mẹ luôn. Trời ơi, không thể ngờ. Có gì đâu, chỉ có việc mà mình không muốn làm thôi, chứ mình muốn làm là tất cả có thể. Bữa đó em nhớ là có mấy anh đó, anh đang bị vụ á, anh vô chắc bữa đó tối anh mới mặc tại còn bệnh đó và đấu trang. Anh hỏi em 30 mấy rồi, em suy nghĩ ủa mình dài vậy sao. Anh ấy nói tại vì nếu mà em 10 mấy tuổi, anh nói là không có lo được đâu. Anh nói vậy đó, em cũng suy nghĩ là ủa? lúc lấy ba Trinh sao không phụ? Trời, em đi ngủ rồi. Ba đi ngủ hả? Trời, anh cũng nghe lúc đó tối đó anh sốc lắm. Anh nghe nói hàng xóm nói giờ chồng của chị Hạnh giờ là không biết gì hết rồi, đâu nhậu đâu về, giờ ngủ lên ngủ xuống. Rồi Trinh nó đang khốn đốn, nó không biết cách giải quyết làm sao nè Phong. Thì anh thì ở trên Sài Gòn mà đâu có biết đâu, đâu xuống được đâu. Dạ. Hôm trước khi mà mẹ đi xuống chỗ cha tường á, mẹ cũng có nhắn cho anh, tự nhiên mẹ gọi cho anh vậy á, nói là Phong ơi, nếu mà chị có đi sớm á thì có gì còn cái quà ai gửi á thì gửi lại cho mấy con để mấy con có đóng tiền học phí. Không biết là khi mà những cái ngày mà cuối đời á, mẹ của Trinh á có nhắn nhủ gì cho Trinh nhiều không? Mẹ em không nói gì thôi, em chỉ hỏi thôi. Tại em biết là mẹ em bà không cần lo cái đó, tại có em rồi. Một mình em sao mà gánh nổi năm đứa em? Em cảm thấy là không có gì mà không thể hết. Chỉ có mình muốn hay không muốn thôi. Nếu mình muốn làm thì tất cả cái đó là có thể. Chỉ có những người người ta không muốn làm, người ta mới chỉ đứng ở ngoài, người ta chỉ nhìn thôi. Còn mình muốn làm, mình cứ bay vô. Em nói thiệt, cái gì cũng vậy, chỉ là ý chí của mình thôi. Mẹ em mới dạy em điều đó. Lúc trước mẹ em đi bệnh, mẹ em vẫn đi làm, mẹ em đâu có dám nằm nghỉ đâu. Tại em biết rằng là mẹ em mà nghỉ, không có tiền cho mấy em đi học, rồi nhà không có gạo ăn nữa rồi sao. Cho nên là
em học từ mẹ em. Cái gì là cũng phải sức của mình, chỉ có sức của mình mới bền thôi. Tiền của người ta cho mình á, mình đâu có biết trân trọng, thì ăn với cũng hết. Nhưng mà tiền của mình làm ra, mình sẽ trân trọng những cái điều đó. Anh mừng là Trinh hiểu được, thấu hiểu được cái nỗi niềm, cái chuyện, cái tính chịu khó từ mẹ. Anh khá là bất ngờ khi mà mới 19 tuổi mà em lo được hết cái đám tang của mẹ. Hôm trước thì hôm qua, tối hôm qua cũng nhận được cuộc gọi của một cô hàng xóm. Cô trách móc Trinh, nói sao mà tới tặng cái hòm rồi không, rồi Trinh cũng không cho phúng điếu rồi này nọ. Thì nãy có nghe Trinh mới nói, rồi ba cũng mới chia sẻ, thì cũng hiểu hơn cái lúc tan gia bối rối và những cái tâm tư nguyện vọng bản thân chính từ xuất phát từ cái tâm của Trinh ra. Tại vì á, tiền người ta cho mẹ em á để chữa bệnh, mà mẹ em không hết bệnh á, tiền đó thì mình làm đám cho mẹ đi, tại sao mà mình phải nhận? Tại đồ cho, đồ cho không bao giờ mà gọi là tốt cả. Rồi mình nhận cái hòm đó, ai tẩn liệm cho mẹ em? Không đó, để cái hòm cái bên mẹ em nằm bên hả? Đâu có được. Dịch vụ an táng là họ làm hết trong gói đó 2 mấy triệu đó thôi. Dạ. Từ hòm cho tới tẩm liệm hết luôn hả Trinh? Dạ hết luôn, còn phải kèm với cái phần chi phí đi á, tại vì cái đường này nó cũng hơi nhỏ. Nên là mình bồi dưỡng cho người ta đặng khiên ra với ấy vô rồi. Tại cái đường này xe, anh cũng biết là xe bự nó không có chạy vô được đâu. Mọi người hàng xóm mô tả là những cái ngày mà chị Hạnh còn ở nhà, mọi người tới nói là một cái đám tang rất là lạnh lẽo, rất là hiu quạnh, ít người tới thăm, rồi mọi thứ không trống kèn, không có gì hết á. Tại... đi ngang ai cũng chạnh lòng hết à. Không phải là không trống kèn, tại vì em thuê dịch vụ rồi tới mẹ em đi mấy ấy. Tại vì có mình em mà, em với lại hình thờ đó, mẹ em trước không có chụp hình. Mấy cái hình là chỉ có mấy cái hình bệnh thôi. Em lên tin chợ, em đang nỉ người ta, em nói người ta ghép đi. Em đi hai chỗ chứ, hai cái cô đó cũng nhận. Mà em lấy hình đó là cái tấm hình của mẹ em á, cổ nó sao khổ quá vậy. Cái em mới lấy thêm tấm hình của em á, mà chụp hồi đó chưa cắt má. Em nói cô ơi, cô có gì vậy, cô ghép gì một con. Tại vì hình của mẹ em là em có hình hồi trẻ, nhưng mà đó hình chụp chung với bà ngoại. Mà bà ngoại em cũng mất hết 8 năm rồi, chắc hình nó cũng còn đâu. Ừ. Hình của em ghép hình của mẹ hả? Dạ, cái tấm hình ghép vòng mũi với vòng trán thôi. Trời ạ, bọn anh cũng chia sẻ lúc bọn anh vào thắp hương cho mẹ em ấy, cái tấm ảnh, cái tấm hình đó. Dạ, tại vì cái mắt của mẹ em, đôi mắt mẹ buồn lắm. Chụp lúc đó là bức ảnh lúc bệnh. Trinh ơi, thì thời gian qua thì anh cũng nhận được sự quan tâm rất là nhiều từ các mạnh thường quân. Mọi người rất là nhiều lần gọi điện thoại anh hỏi thăm sức khỏe của chị Hạnh như thế nào. Trinh có nhắn nhủ gì tới các mạnh thường quân cũng như một người thầy ở Trà Vinh đúng không? Thầy Cha Tường gì đó. Thì Trinh có nhắn nhủ gì không? Không, em không có nhắn nhủ mà em biết ơn. Tại vì người ta không có quan hệ với mình hết. Người ta ở nơi rất là xa. Mà người ta biết mẹ em bệnh, người ta thương tình. Đó là những người mà người ta có quan hệ, người ta không có tốt với mẹ em. Người ta ở xa nhưng mà người ta vẫn gọi. Người ta biết mẹ em mất á, người ta gọi, người ta chia buồn. Em mừng còn hơn những cái người mà người ta tới, người ta thương, người ta những nói những cái câu mà nó không có được hay. Em còn mừng hơn điều đó nữa, chứ không phải là ấy, mọi người á, chỉ cần đi ngang qua hấp hương không, chỉ cần gọi điện thoại nói mẹ mất chia buồn thôi, em cũng đủ vui rồi, em không có cần nhiều hơn. Tại mẹ em mà đó giờ ba đơn giản lắm, xe mà ba không biết chạy, điện thoại ba cũng không biết xài nữa. Anh gặp mẹ em biết chắc là đây là trước khi mẹ mất thì 5 lần anh cảm giác mẹ rất là thật thà và vô tư lắm, không có nghĩ ngợi gì hết á, cứ ngay cả cái bệnh của mẹ mẹ không lo luôn, mẹ cứ nghĩ về con mà. Dạ. Mai đi mất đi con ra sao, cứ trăn trở cái điều đó thôi. Thì nãy giờ anh thấy Trinh cũng có những cái điều mà những cái chia sẻ, cái suy nghĩ rất là người lớn và suy nghĩ rất là giống với cái người hiểu việc, thì cũng ráng á nha, ráng chăm sóc được. Dạ. Năm em hồi đó mẹ em bị bệnh đó, mà chuyển qua quận Thủ Đức đó, có cái chú đã gọi lên hỏi em bệnh rồi em cảm thấy sao. Mẹ em nói gì nè, bệnh ung thư anh ơi. Mẹ em cười tươi lắm, mà em thấy mẹ em nói bệnh của mẹ mà mẹ bắt cười bắt vô tư lắm. Bây giờ bả có quan tâm thì cho bả đó. Tối ngày bả nghĩ mấy đứa này đi học ăn cơm chưa. Hồi đó em đi làm á, mẹ em gọi điện thoại lên hỏi con ăn cơm chưa, con sao. Mẹ em mỗi lần em gọi điện thoại em hỏi gì mẹ nói khỏe. Mẹ em không có nói mẹ em đau, phải mẹ em nói mẹ em đau. Em buồn ấy, mẹ em nói mẹ em khỏe, mẹ em không có đau.
mấy bữa mẹ em về á, em hỏi là mẹ ơi mẹ có đau không, mẹ em nói vậy, mẹ em không có đau. Mà em nghĩ sao không đau được, con mắt ở đây nè nó sưng luôn rồi, nó không có mở ra được. Em không có tin là mỗi lần em nói khỏe là em không có tin, tại em biết mẹ em phải đau đó mà bà cứ nói vậy đó. Bọn anh vẫn nhớ mà, bọn anh gặp mẹ em được tất cả 5-6 lần. Thì lần nào gặp thì mẹ em càng bệnh càng nặng hơn. Nhưng mẹ em cũng đã bỏ ra là đỡ được đến 5-7 phần rồi. Nhưng mà từ ngày xuống giá tường thì cũng được kéo dài thêm một cái khoảng thời gian sự sống thêm đúng không Trinh? Dạ, gần 1 tháng. Nhưng không là bác sĩ trả về là cũng thôi rồi. Dạ, bác sĩ trả về thì rước mẹ về thì cho mẹ ăn. Tại vì lúc trước mẹ em cũng đâu có sướng đâu. Thì về rồi giờ có con rồi, có con Bi nó về nữa. Thì chăm sóc mẹ, lau chùi cho mẹ. Có mấy người á, em vừa đọc comment trên mạng có mấy người nói như là trả mẹ em về rồi con làm sao đánh. Không phải, mình phải thương không? Tại vì nếu mà mẹ em mất đi á, rồi lấy ai chăm sóc? Rồi em có đọc những cái bình luận nào mà em thấy buồn không? Có nhiều lắm chứ. Em có thể chia sẻ cho anh nghe những cái bình luận đó nói không đúng về hoàn cảnh của gia đình. Vô tình lướt thấy một cái bình luận là nói là mẹ em xăm chân mày, mà đâu phải, em khẳng định là không có xăm, em tự hào hơn nữa. Tại vì vô nhà em nhìn thấy chân mày ai cũng tự nhiên đen, em chấp luôn á, mấy cái điểm xăm nó chưa chắc gì đẹp bằng chân mày của em với mẹ em nữa. Nói gì nè, xăm chân mày bệnh không lo, mà lo làm đẹp, em thấy nó rất là hài. Có nhiều cái comment trên mạng em đọc qua, em chỉ thấy tức thôi chứ không thấy buồn giận, em không thấy hận gì ai hết, tại vì không thấy ghét luôn. Tại vì ta nói vậy nè, con người sống trên đời mà không bị ai ghét thì nó bất hạnh lắm, cho nên là mình phải không có nhận cái chuyện bất hạnh đó, mình để nhường cho người ta, người ta ghét mình cũng không sao, thì người ta ghét mình thì người ta sẽ nhớ đến mình. Nhưng mà cách đây một tháng thì sao hai mẹ con không chịu ăn cháo? Không phải cách đây một tháng, mới đây mà mẹ em xuống dưới cha tường chưa được một tháng nữa. Lúc đầu mẹ em ăn nổi, tại cái môi nó chưa có bị ấy, ăn nổi sao á, cả tuần á mẹ em yếu rồi, mẹ em ăn không có nổi nữa. Em gọi về nói mẹ không nổi, em cũng động viên mẹ nói ăn mà con, ăn mà con. Mà em biết cái môi cũng có sức rồi, bà đau lắm, bà gì ăn nổi sao ăn nổi được, cái môi mà nó thấy gần luôn. Mà cái răng của bà nó cũng muốn ấy rồi, muốn mà sao rồi. Mà không phải là có nhiều người nói gì nè, đọc comment mạng có nhiều người nói á, sao không ăn, cha tường học chữa không tốn tiền mà sao không ăn, mẹ cũng muốn ăn lắm chứ mà sao ăn được. Tới mà về mà uống nước mà uống không được nữa, uống nước là cái uống mà nhẹ nhàng nhất, không cần phải nhai, không cần phải ấy đâu, mà môi mẹ em mở ra không được, lấy gì ăn giờ. Mẹ đâu phải ăn ít, ăn 3-4 tích cháo một ngày. Em khỏe em ăn không được nữa chứ mẹ. Thật sự. Bây giờ Hạnh đã, bây giờ em á, Trinh đã có cái kế hoạch gì trong thời gian tới chưa? Em tính là xong đám của mẹ làm hết luôn rồi, em dưỡng bệnh cho khỏe rồi em đi làm. Vậy lên lại quận 9 hả? Ừ. Không, cái bạn không, nhỏ kia em làm. Kế mới là đi quận 9. Thôi bây giờ thì tụi anh cũng đã ghé thăm gia đình, thì cũng biết là bây giờ cái hoàn cảnh của gia đình cũng rất là khó khăn. Trinh là người con gái cả, cho nên là em phải biết làm sao mà nuôi nấng được năm em của em như lời mẹ nhắn nhủ, ráng lên nha. Thì cố gắng làm ăn chăm sóc mấy em, thì nếu mà tụi anh có duyên thì anh sẽ gặp lại gia đình lần nữa ha. Anh cũng muốn anh thì biết với mẹ em này được khoảng hơn 3 tháng qua. Nhưng mà 3 tháng qua một cái khoảng thời gian mà mẹ đã coi như kết thúc cuộc đời. Cái điều mà mình nếu mà nói về cái việc tâm linh á, thì mình nghĩ rằng là mẹ coi như đi về cực lạc đi. Mẹ đi về cực lạc, mẹ được khỏe hơn là cái những ngày vừa qua ha. Thì bây giờ mẹ giao ủy thác lại cho Trinh. Trinh ráng làm sao mà tốt cho mấy em. Dạ. Mấy đứa nói thì lì lắm, mình không thể nào mà nói được, mình phải sử dụng mà biện pháp mà cứng rắn nhất. Thôi ráng rồi nha, rồi anh cũng xin phép. Dạ. Có gì đó cần bọn anh chia sẻ hỗ trợ gì thì cứ gọi, cho tụi anh nha. Lên Sài Gòn. Ví dụ lên Sài Gòn mà có việc gì á. Dạ chắc không cần đâu, mình em đủ xoay sở rồi. Nhưng mà em giờ 18 tuổi à. 19 tuổi rồi sao đi, sao mà lo việc được. Lương nuôi sao đủ mấy em. Sao không?
Tại vì em còn đứa em giữa nữa, em không có dám thả nó đi nữa. Em nói với mẹ em vậy nè, em nói với nó là tao không có dám thả mày đi. Lỡ mày đi rồi sau này bà báo mộng gì, bà hỏi con Bi đâu rồi tao biết trả lời sao. Ít ra bà gì à, bà mẹ báo mộng cho em á, bà hỏi con Bi đâu, ít ra em đi làm chung với nó. Em còn giật đầu lại nói ừ con không giữ hết được. Mẹ thì biết thì tìm ai không, tìm Su kia. Tìm Út kìa. Út kìa, hỏi Su đâu, Su đâu mà hỏi hoài luôn. Cái thằng cu cu kia nó hơi nghiện game, về nhắc nhỏ. Ừ, nhắc nó đi nha. Không, nó sợ rồi, nó nói như nè, chị Hai ơi lên làm nhớ dẫn em theo. Em cũng tính là lên tỏ nó cho xin vô mấy cái chỗ mà người ta làm máy móc á, chỉ là xin vô để cho học nghề thôi chứ không có lấy lương. Ừ đúng rồi, anh nghĩ như vậy đi, sau này có nghề. Đây. Dạ, tại vì em thấy là người ta có bằng á thì cũng chưa chắc gì có việc làm bằng cái cái sự làm. Ví dụ mình biết làm á là người ta vô, người ta thấy mình làm được người ta nhận liền. Đôi khi có cái bằng á người ta còn chần chừ. Tại vì em thì cũng đi làm 2 năm rồi, em cũng biết được một số cái điều mà nó của cuộc sống này. Lên trên Sài Gòn mấy chị em lên đấy có gì mà cần bọn anh chia sẻ gì đấy cứ gọi bọn anh nha. Có số của anh rồi đấy. Nãy chính đêm ta cốt về bàn thờ rồi hả? Dạ. Để cũng mừng. Thôi bây giờ chắc mấy anh em xin phép về chính để làm anh Giang với khai tử cho mẹ nha. Phải không? Em giờ đang phải tử xuống lúc. Dạ, em tính chiều mới xuống với ủy ban là xin phép tử. Tại vì giờ tơ ủy ban nó không làm việc đâu. Vậy thôi được rồi, có gì gọi bọn anh nha. Bọn anh xin phép nha.